Thì mình nhớ cách đây cũng khoảng mấy tháng trước rồi. Đó là lúc đó thì mình bệnh, và lúc đó mình bệnh khá là nặng luôn. Lúc đó mình bị cảm và sốt, chỉ có thể gọi là nằm một chỗ thôi. Thì mọi người cứ thử tưởng tượng đi nha. Ví dụ thôi, ví dụ là mọi người thất tình đi đúng không? Mọi người thất tình đi thì mọi người chỉ ở một mình trong một căn phòng với bốn bức tường. Thì mình cũng sẽ chia sẻ thật luôn là trong khoảng gần một năm ở cái phòng trọ cũ á, thì mình cũng đã từng bị nhốt 3 lần ở ngoài rồi. Lần thứ nhất là mình đi làm về trễ, lần thứ hai là mình làm cái gì đó mình không nhớ, và lần cuối cùng mình bị nhốt ở ngoài là lúc đó. Hello, hello, chào mừng mọi người đã trở lại với Heo TV. Để thực hiện cái video này á, thì mình đã post lên Instagram Story cho mọi người chọn giữa hai chủ đề, đó là về room tour hoặc là về một video kể về cái việc tìm nhà trọ của mình, cũng như là chia sẻ các vấn đề xoay quanh việc ở trọ. Thì kết quả sẽ được mình tính khi mà mình bắt đầu quay video này và mình mở lên xem á. Nói chung là cái kết quả của cái vote này nó rất là sát nhau luôn. Nó cứ một lúc á thì video room tour được nhiều hơn, cái một lúc sau á thì video tìm phòng trọ lại nhiều hơn. Nói chung là hai chủ đề này nó cứ san sát nhau á, cứ cứ chênh lệch nhau không có nhiều, toàn là 48, 52 rồi 50, 50 không à. Thì bây giờ mình sẽ xem nha. Đây, thì đến thời điểm mình quay video này á thì tìm phòng trọ là 54% và room tour là 46%. Và chủ đề của video hôm nay đó chính là chuyện đại học, nghe mình kể chuyện. Video ngày hôm nay sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên đó là sự khác biệt giữa ở ký túc xá và ở phòng trọ. Phần thứ hai là sự khác biệt giữa ở một mình với ở cùng bạn bè, cũng như là lý do vì sao mình lại chọn ở một mình. Và phần cuối cùng đó chính là mình sẽ kể về cái hành trình tìm phòng trọ của mình từ lúc mà vừa lên thành phố cho đến hiện tại. Và phần đầu tiên đó chính là sự khác biệt giữa ký túc xá và phòng trọ. Mình nó thì chưa từng ở ký túc xá bao giờ, cho nên là những cái chia sẻ của mình về ký túc xá trong video ngày hôm nay á là đều do mình tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, cũng như là những chia sẻ từ bạn bè. Và dành cho những bạn quan tâm đến trường Đại học Văn Lang thì trường Đại học Văn Lang có ký túc xá nha mọi người. Và ký túc xá của Đại học Văn Lang nằm ở địa chỉ là 160 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo những gì mà mình tìm hiểu được trên trang web của trường á, thì ký túc xá của Đại học Văn Lang có thể là nơi ở cho khoảng 600 sinh viên, và ký túc xá có 6 tầng với 82 phòng, và phí ở ký túc xá của trường Đại học Văn Lang sẽ rơi vào khoảng 300.000 đồng cho một sinh viên trên một tháng. Ở bên cạnh đó thì ký túc xá của Đại học Văn Lang chỉ có thể là nơi ở của 600 sinh viên thôi, cho nên là trường Văn Lang sẽ ưu tiên cho những sinh viên năm nhất. Ở ký túc xá của trường Đại học Văn Lang á, thì có cả bãi giữ xe và có canteen, cũng như là có nhiều cái khu vực hỗ trợ nhiều cái hoạt động khác cho sinh viên luôn. Và nếu như mà mọi người quan tâm đến ký túc xá của trường Đại học Văn Lang á, thì mọi người có thể tham khảo qua hai cái kênh truyền thông. Một là trang web của trường, mình sẽ để ở đây cái trang web mà sẽ có cái phần thông tin về ký túc xá, và thứ hai đó là cái video giới thiệu về ký túc xá trên YouTube, mình sẽ để đây luôn cho mọi người để cho mọi người có thể tiện tham khảo. Còn về phòng trọ thì ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung, cũng như là cái khu vực mà mình hiện tại đang sống nói riêng á, thì sẽ có rất là nhiều cái dạng phòng trọ với nhiều cái mức giá khác nhau. Đầu tiên có thể kể đến như là cái dạng như là chung cư mini á, dạng chung cư. Và thứ hai đó là cái dãy nhà trọ, thì bạn sẽ thuê một cái phòng trong cái dãy nhà trọ đó. Và thứ ba đó là một căn nhà nguyên căn, tức là trong một căn nhà đó sẽ có nhiều phòng khác nhau, thì mỗi người sẽ ở một căn phòng, nhưng mà sinh hoạt có thể là sinh hoạt nhà vệ sinh sẽ là chung hoặc là riêng tùy từng phòng, tùy căn nhà. Và nhưng mà bếp thì sẽ là sử dụng chung cho tất cả những thành viên trong căn nhà đó luôn. Thì những cái chỗ ở như vậy sẽ có rất là nhiều cái mức giá khác nhau, từ cao cho đến thấp, và phù hợp với cái điều kiện cũng như là nhu cầu ở của mỗi người. Tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái ưu điểm và khuyết điểm của việc ở ký túc xá cũng như là thuê phòng ở riêng. Đầu tiên là với ký túc xá, thì cái ưu điểm đầu tiên của ký túc xá đó là một cái ưu điểm mà hầu như tất cả các sinh viên đều đặt lên hàng đầu khi mà tìm cho mình một chỗ ở, đó chính là về chi phí. Thì cũng như là ký túc xá ở Văn Lang á, thì cái giá của một người đối với một tháng ở ký túc xá đó là 300.000 đồng thôi, cho nên là rất là tiết kiệm. Và cái ưu điểm thứ hai là trước mỗi cái ký túc xá đều có bảo vệ canh ở đó, và cũng đều có những cái camera giám sát, cho nên là về an ninh thì thật ra là ở ký túc xá khá là an toàn.
thì hầu hết những cái ký túc xá luôn được xây dựng gần các trường đại học, cho nên là những bạn mà ở ký túc xá thường cũng là những bạn ở gần trường và cái thời gian đi đến trường cũng sẽ nhanh hơn. Và tiếp theo đó là khá là đông vui á, tại vì thường thường một cái phòng ký túc xá sẽ ở tầm tùy phòng và tùy từng phòng và tùy từng cái ký túc xá của mỗi trường sẽ có thể ở từ 2, 4, 6 cho đến 8 sinh viên. Thì nhìn chung thì ở ký túc xá cũng khá là đông vui. Và sau đây sẽ là những cái hạn chế của việc ở ký túc xá. Thì mình cũng vừa nói trong phần ưu điểm á, là ký túc xá thì sẽ luôn có những bác bảo vệ ở dưới canh và luôn có hệ thống camera giám sát. Nhưng mà hầu như là đa phần các ký túc xá đều có giờ giấc nghiêm, tức là ký túc xá sẽ đóng cửa vào những khoảng thời gian nào, ví dụ như là 11 giờ đêm thì ký túc xá phải sẽ đóng cửa. Và nếu như mà bạn lỡ có đi làm thêm hoặc là đi chơi mà qua cái giờ đó thì mọi người phải tìm một cái nơi ở khác. Tiếp theo đó là hầu hết các ký túc xá, mỗi phòng một ký túc xá chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi. Và nếu như mà bạn phải ở với rất nhiều người, từ 2, 4, 6 đến 8 người á, thì mỗi lần mà có nhu cầu đi vệ sinh thì mọi người sẽ phải xếp hàng hoặc là nhường nhau hay sao đấy, cho nên là cũng khá là bất tiện trong cái khoảng gọi là cần sử dụng nhà vệ sinh. Và thêm một điểm nữa đó là đa phần các ký túc xá đều không cho sinh viên nấu ăn trong phòng, cho nên đó cũng là một cái điểm khá là hạn chế. Và một cái hạn chế tiếp theo mà mình nghĩ mọi người phần nào cũng đã đoán được rồi, đó chính là về việc ở chung với quá nhiều người. Thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng, một cái gọi là một cái sở thích riêng, cho nên là cái vấn đề mà bất đồng quan điểm hay xích mích hoặc thậm chí là cãi nhau, mà nếu mà nặng hơn là đánh nhau vẫn có thể xảy ra trong ký túc xá. Bình thường nếu như mà ở tầm khoảng 2 người thôi là lâu lâu cũng sẽ có những xích mích nhỏ rồi. Đằng này nếu mà bạn ở chung ký túc xá thì sẽ ở chung với khá là nhiều người, cho nên là những cái xích mích hoặc là những cái bất đồng quan điểm trong quá trình sống chung á thì không thể nào mà tránh khỏi được. Và điểm hạn chế cuối cùng đây cũng là cái điểm hạn chế khiến cho mình quyết định là không ở ký túc xá, đó chính là bạn sẽ không có không gian riêng. Tại vì ở ký túc xá thì mọi người đa phần sẽ ở giường tầng, cho nên là cái không gian của mỗi người chỉ là một cái giường tầng hoặc là có thêm một cái bàn học nhỏ nữa thôi, cho nên là cái không gian riêng là hoàn toàn không có. Ví dụ như là mình đang muốn tập trung học bài hoặc là mình đang muốn tập trung làm một việc gì đó, nhưng bạn cùng phòng của mình lại đang nghe nhạc hoặc là đang có những cái hoạt động giải trí, những cái hoạt động khác, thì nó sẽ không thể nào khiến cho mình tập trung được. Tiếp theo sẽ là về phòng trọ. Thì những cái ưu điểm của phòng trọ mình có thể kể ra đầu tiên á, đó chính là bạn sẽ được thoải mái về giờ giấc cũng như là đi lại nếu như mà bạn ở những cái phòng trọ mà chủ trọ dễ tính hoặc là không chung chủ. Và ưu điểm tiếp theo của phòng trọ đó là mọi người sẽ có nhà vệ sinh riêng và được nấu ăn luôn. Và ưu điểm tiếp theo đó là mọi người có thể được tự do thoải mái chọn bạn cùng phòng của mình hoặc là ở một mình. Ký túc xá thì mọi người sẽ được ở ghép với nhau một cách rất là ngẫu nhiên thôi, các bạn sẽ có thể đến từ rất là nhiều nơi khác nhau, đến từ nhiều vùng miền khác nhau, thì mọi người sẽ họp lại ở chung trong ký túc xá, đó là do trường sắp xếp. Còn về phòng trọ thì mọi người có thể tự do thoải mái, bạn có thể ở một mình nè. Rồi bạn có thể lựa chọn bạn bè ở chung với mình nữa, có thể lựa chọn bản thân, có thể là bạn thân nè, rồi những người bạn mà mình thích mình sẽ ở chung với nhau, thì đó cũng là một cái ưu điểm. Và cuối cùng đó là mọi người sẽ hoàn toàn tự do và thoải mái sống trong cái không gian riêng của mình. Khi nào mà mọi người cần tập trung hay là cần làm một cái việc gì đó thì việc sống ở phòng trọ thì cái không gian riêng đó là điều rất là thoải mái đối với mọi người. Và sau đây là những cái điểm gọi là hạn chế của việc ở phòng trọ. Nếu như mà giá phòng là ưu điểm hàng đầu của ký túc xá thì giá phòng lại là hạn chế hàng đầu của phòng trọ. Thông thường những cái phòng trọ sẽ có giá dao động khoảng từ 1 triệu mấy cho đến 2 triệu mấy, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 8 triệu đều có hết, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người mà giá phòng cũng sẽ khác nhau. Thì về tổng chi phí một tháng của phòng trọ sẽ cao hơn ký túc xá rất là nhiều. Nếu như mà ký túc xá chỉ rơi vào khoảng tầm mấy trăm cho đến 1 triệu thôi thì ở phòng trọ sẽ cao hơn khá là nhiều. Và cái hạn chế tiếp theo đó là bạn sẽ không biết được chủ trọ của mình là người như thế nào. Nếu như mà bạn may mắn gặp được những người chủ trọ tốt thì không sao nha, nhưng mà bạn nếu như mà bạn không may, bạn sẽ gặp những cái người chủ trọ kiểu như là vừa khó tính nè, rồi vừa tìm những cái cách để mà phải sẽ thu thêm những cái khoản tiền khác không cần thiết của mọi người, hoặc là những cái bất đồng, những cái xung đột sẽ xảy ra liên tục giữa bạn với lại người chủ trọ của bạn. Và cái hạn chế cuối cùng đó là về an ninh. Thì mọi người trong quá trình tìm nhà trọ, mọi người cũng phải để ý được cái an ninh xung quanh nhà trọ. Trong cái quá trình mà đi tìm phòng trọ, bên cạnh việc xem cái phòng trọ đó nó có ưng ý, nó có hợp với mình hay không, thì mọi người cũng phải chú ý để ý đến cái an ninh xung quanh cũng như là những cái người hàng xóm xung quanh mình nữa. Tại vì
khác với ký túc xá sẽ có bảo vệ ở ở cổng, luôn có camera giám sát, thì phòng trọ vẫn sẽ có camera giám sát ở chỗ giữ xe hoặc là ở những cái khu vực như là cầu thang. Nhưng mà về an ninh thì sẽ không có người gọi là thường xuyên canh ở cửa, hoặc là người lạ ra vào như thế nào mình cũng không thể nào kiểm soát được nhiều. Và phần 2 của video chính là sự khác biệt giữa ở một mình và ở chung với bạn, cũng như là lý do vì sao mà mình lại chọn ở một mình. Hiện tại thì mình đang ở một mình, tuy nhiên thì ở tầm khoảng năm nhất thì mình có ở ghép với một bạn, tại vì mình không thích ở với quá nhiều người cho nên là mình chỉ ở ghép một mình thôi. Cho nên là dựa vào những cái kinh nghiệm này thì mình cũng có thể chia sẻ được cho mọi người những cái ưu điểm cũng như là những cái hạn chế giữa việc ở chung với bạn bè và việc ở một mình. Thì cái ưu điểm đầu tiên của việc ở chung với bạn bè đó là cái chi phí phòng trọ nó sẽ được giảm xuống khá là nhiều. Thì những cái khoản như là tiền phòng nè, rồi tiền điện, tiền nước, tiền wifi, tiền rác, tiền gửi xe thì mọi người sẽ chia 2 hoặc là chia 3, chia 4. Cho nên là cái chi phí về chỗ ở nó cũng sẽ giảm xuống một phần đáng kể. Và ở chung với bạn bè thì mọi người sẽ không có cô đơn, không có buồn. Dù cho là mọi người có bất cứ một cái chuyện gì, dù là buồn hay là vui hay là cảm thấy như thế nào đó thì mọi người cũng có thể chia sẻ được với người bạn cùng phòng với mình. Và còn về những cái hạn chế khi mà ở với bạn bè thì đó cũng là những cái hạn chế khá là thường xảy ra thôi. Ví dụ như là đôi khi sẽ xảy ra những cái xích mích cũng như là bất đồng quan điểm, tại vì mỗi người sẽ có một cái tính cách khác nhau cũng như là một cái quan điểm khác nhau, và việc sống chung với nhau trong một khoảng thời gian lâu dài á thì dần dần nó cũng sẽ có những cái xích mích. Một cái điểm hạn chế tiếp theo, và đây cũng là một cái điểm hạn chế của chính bản thân mình luôn, đó là tầm năm nhất thì mình có đi làm thêm. Thì cái công việc làm thêm của mình có rất là nhiều cái ca làm việc khác nhau, và thường thì mình sẽ đi làm lúc 6 giờ sáng. Đôi khi nếu mà mình làm cái ca làm việc trễ nhất thì mình sẽ về lúc 11 giờ đêm. Thì trong những cái lúc như vậy thì lúc mà 6 giờ sáng mình phải đi làm thì 5 giờ mấy mình phải dậy rồi. Và kiểu như mà mình đi làm thì mình phải, bạn mình đang ngủ thì mình phải kiểu đánh thức dậy để mà khóa cửa lại, hoặc là nếu mà mình đi làm về kiểu tối rồi mình cũng phải đánh thức bạn ấy dậy để mà có thể mở cửa cho mình vào. Thì đó cũng là một cái điểm hạn chế ở chính bản thân mình luôn. Ngoài ra thì mình không biết những cái bạn mà đang sống chung với bạn bè có những cái điểm hạn chế gì khác không. Còn đối với cá nhân mình thì mình chỉ có 2 cái điểm hạn chế đó khi mà ở chung với bạn bè thôi. Những bạn mà theo dõi kênh YouTube của mình lâu á, chắc có lẽ là cũng đều biết là hiện tại mình đang ở một mình. Và mình ở một mình cũng khoảng tầm hơn một năm mấy nay rồi. Và chính vì cái khoảng thời gian ở một mình như thế này, mình sẽ gọi là có những cái trải nghiệm chân thực nhất về những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của việc ở một mình. Đầu tiên đó là ưu điểm, thì mình sẽ hoàn toàn có thể thoải mái cho việc sinh hoạt, như là sinh hoạt trong nhà vệ sinh này, sinh hoạt nấu nướng này, cũng như là cái thời gian dọn dẹp phòng. Cái này mang tính chất hơi lười một chút, nhưng mà đối với mình thì nó cũng là một cái ưu điểm. Và cái ưu điểm tiếp theo là một cái ưu điểm rất là lớn khiến cho mình ở một mình, đó chính là cái không gian riêng. Thật sự là mình là một người rất là cần không gian riêng. Mình luôn muốn một cái không gian mình có thể thoải mái làm bất cứ điều gì ở đó, có thể nấu ăn những món mình thích, hoặc là có thể quay YouTube, hoặc là làm bất cứ một công việc gì mà cần không gian riêng. Thì mình rất là ưu tiên cái vấn đề về không gian riêng đó. Và sau đây sẽ là những cái hạn chế của việc sống một mình. Thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì mình đã gặp phải cũng tương đối những cái hạn chế. Đầu tiên đó chính là cô đơn á mọi người, rất cô đơn, thật sự cực kỳ cô đơn luôn. Nếu như mà ở chung với bạn bè thì mọi người sẽ có thể kiểu như là có cái chuyện gì muốn chia sẻ hay là muốn nói chuyện thì mọi người sẽ có thể nói được ngay. Còn ở một mình là mọi người lúc nào cũng phải trong trạng thái im lặng. Hạn chế theo mình là cuối cùng của việc sống một mình, đó chính là không có người chia sẻ, và đôi khi mọi người sẽ gặp những cái vấn đề về sức khỏe. Thì đối với việc ở một mình thì mọi người phải tự lực trong những cái việc đó hết. Thì mình nhớ cách đây cũng khoảng mấy tháng trước rồi, đó là lúc đó thì mình bệnh, và lúc đó mình bệnh khá là nặng luôn. Hình như là lúc đó mình bị cảm và sốt, thì có thể gọi là nằm một chỗ thôi. Đúng nghĩa là nằm một chỗ luôn á, không thể làm gì hết. Đó cũng là một cái điểm mà mình không khuyên mọi người nên ở một mình. Và cuối cùng là không có ai chia sẻ gì hết. Thì mọi người cứ thử tưởng tượng đi nha. Ví dụ thôi. Ví dụ là mọi người thất tình đi đúng không? Mọi người thất tình đi thì mọi người chỉ ở một mình trong một căn phòng với 4 bức tường. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ vì sao mà qua những cái ưu điểm, qua những cái hạn chế của việc sống một mình như vậy mà mình vẫn quyết định chọn sống một mình. Như mình đã chia sẻ từ trước á, là mình là một người gọi là khá là trầm tính. Thật sự là khá là trầm tính, và mình thật sự rất cần không gian riêng.
đối với mình cái không gian riêng nó cực kỳ quan trọng và sự thoải mái cũng được mình đặt lên hàng đầu. Và cái thứ hai nữa là công việc của mình là làm YouTube, cho nên là mình thường xuyên phải quay video nè, nói như thế này hay thậm chí là quay những cái vlog. Thì nếu như mà mình ngồi nói chuyện mà có một người ở phía dưới hoặc là người kế bên nhìn mình á, thì mình sẽ không thể nào mà nói được, mình sẽ không thể nào nói một cách tự nhiên và thoải mái được. Tại vì mình thích cái sự thoải mái và cái không gian riêng tư ở hiện tại. Mình nghĩ là mình sẽ không ở ghép với bất cứ ai nữa đâu. Và phần cuối cùng của video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái quá trình tìm phòng trọ của mình từ lúc lên thành phố cho đến hiện tại. Trong khoảng tầm hơn 2 năm vừa qua thôi thì mình chỉ chuyển trọ 2 lần. Đầu tiên đó là về khi mà từ dưới quê lên đây tìm phòng trọ, thì lúc đó thì mình sẽ đi với phụ huynh. Và mình cũng khác với nhiều bạn là mọi người sẽ có thể xem phòng trên những cái trang mà về tìm phòng trọ, hoặc là những cái trang như là Facebook, những cái chủ trọ sẽ hay đăng thông tin về cái phòng trọ đó, thì mọi người có thể xem trước hình và mọi người đến xem trực tiếp sau. Và cái điều mà mình quan tâm hàng đầu về phòng trọ đó chính là phải gần trường. Tại vì lúc mới lên thì mình không có xe, cho nên là mình luôn ưu tiên những cái phòng trọ mà có thể đi bộ đến trường được. Thì cái cách mà mình tìm phòng trọ cũng rất là đơn giản thôi. Thì mình cứ bắt cái điểm là phía cổng của trường Đại học Văn Lang, thì mình chọn cổng sau. Thì mình cứ canh cái điểm là trường Đại học Văn Lang ngay đó, thì mình sẽ đi vòng khắp cái những cái khu gần ở đó. Thì chỗ nào treo cái bảng cho thuê phòng thì mình sẽ vào mình xem phòng, nếu được thì mình sẽ thuê luôn. Tại vì thường thường là vào những cái khoảng thời gian nhập học như vậy á, thì sẽ có rất là nhiều cái chỗ phòng trọ mới được mở ra và rất là nhiều cái chỗ mà cần phòng trống. Thì đó cũng là một cái thời điểm mà để mà mình xem phòng trọ được thoải mái và được nhiều hơn á. Cho nên là mình cũng xem rất là nhiều phòng trọ trong cái khu vực mà phía sau cổng trường. Và cứ chỗ nào mà để cái bảng cho thuê phòng á thì mình sẽ vào xem. Thì mình xem khoảng tầm hình như lúc đó là mẹ của mình xem khoảng tầm 2 cho đến 3 phòng gì đó, thì đã chốt một cái phòng. Cái giá phòng lúc đó là 3 triệu, đó là tiền cái phòng thôi nha. Và chưa có bất cứ một cái đồ nội thất nào ở trong phòng đó hết, đó là một cái phòng hoàn toàn trống. Thì cái giá phòng đó là 3 triệu một tháng. Và tiền điện, nước, wifi thì mình sẽ trả cái khoản riêng. Lúc đó thì mình là ở phòng trọ dạng chung chủ, nhưng mà có giới hạn giờ giấc, đó là 11 giờ đêm thì chủ sẽ đóng cửa lại. Và nếu như mà mình đi đâu đó mà về không kịp 11 giờ đêm là coi như ở ngoài. Thì mình cũng sẽ chia sẻ thật luôn là trong khoảng gần một năm ở cái phòng trọ cũ á, thì mình cũng đã từng bị nhốt 3 lần ở ngoài rồi. Lần thứ nhất là mình đi làm về trễ, lần thứ hai là mình làm cái gì đó mình không nhớ, và lần cuối cùng mình bị nhốt ở ngoài là lúc đó mình đưa bạn mình đi du học cho nên là mình về trễ. Thì sau khoảng thời gian gần một năm ở đó thì mình quyết định chuyển trọ. Sẵn đây thì mình có một cái lưu ý cho mọi người luôn, đó là lúc mà mọi người đi thuê trọ thì sẽ có một khoản tiền gọi là khoản tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc đó có thể là một tháng tiền nhà, nửa tháng, hoặc là một cái số tiền ở một cái mức nào đó do chủ trọ yêu cầu. Là lúc cái phòng trọ đầu tiên của mình đó là 3 triệu, là lúc đó là mình sẽ chia với bạn kia, đó là một người 1,5 triệu. Tụi mình có giao hẹn với cô chủ trọ là tụi mình sẽ ở tối thiểu một năm mới được lấy lại số tiền đó. Và nếu như tụi mình chuyển đi trong khoảng trước một năm thì tụi mình sẽ không được lấy lại số tiền cọc đó. Cuối cùng thì cả hai đứa đều chuyển đi trước một năm, cho nên là tụi mình đã mất số tiền cọc đó. Cho nên là lúc mà mọi người thuê trọ thì mọi người cũng nên chú ý về cái khoản tiền cọc đó. Nếu có thể thì mọi người nên thương lượng để mà hạ cái thời gian xuống, thay vì mình là một năm thì mọi người có thể xin là 6 tháng chẳng hạn. Thì sau đó thì mình chuyển tới phòng trọ tiếp theo. Thì trong cái quá trình đó thì mình cũng đi tìm phòng trọ khác, và lần này thì cái hành trình tìm phòng trọ của mình nó không hề suôn sẻ như mọi người. Thì lúc này thì mình đã có xe rồi, nhưng mà vẫn ưu tiên của mình hàng đầu vẫn là ở gần trường và gần chỗ làm của mình. Thì lúc đó thì mình được một người bạn chỉ nhiều phòng trọ khác nhau, một nào là gần trường Đại học Hutet nè, rồi nào là gần những cái trường khác nữa và những cái khu vực lân cận á. Tuy nhiên thì sau những cái quá trình đi xem phòng á thì mình cảm thấy là không hợp với mình. Tại vì mình luôn có một cái gọi là quy tắc á, là đi xem phòng trọ là phải tận mắt thấy cái phòng trọ đó, chứ không phải xem qua hình ảnh hay là qua một cái lời kể của ai hết. Mình muốn tận mắt mình đến phòng trọ đó mình xem, và mình kiểu cảm nhận xem đây là có phù hợp với mình hay không thì mình mới quyết định ở. Kiểu như lúc đó thì cũng đi xem khoảng gần 3-4 cái phòng trọ rồi, nhưng mà vẫn không tìm được một cái phòng trọ nào ưng ý hết. Cho nên đã quyết định quay lại trường Văn Lang và đi theo cách như ngày xưa mình từng đi, đó chính là canh ngay cổng trường và cứ đi vòng vòng ở đó. Thì rất là may mình đã tìm được cái chỗ ở của mình hiện tại. Nói chung là giá tiền thì nó cũng khá là
nói chung là cũng khá là ở mức trung bình nha, không quá rẻ cũng không quá thấp. Và cái tiền cọc của mình đó là 1 triệu và không có giới hạn thời gian. Còn về chia sẻ những cái khoản tiền như là tiền điện, tiền nước hay là tiền phòng trong cái phòng trọ hiện tại mình đang ở, thì mình đã có là một cái video riêng cho cái vấn đề này rồi, thì mình sẽ để video ở đây. Mình muốn chia sẻ với mọi người một cái kinh nghiệm, đó là nếu như mà bạn muốn tìm được một cái căn phòng trọ ưng ý á, thì gần trường á, thì mọi người cứ bắt đầu từ cái điểm ngay trường mọi người, sau đó mọi người đi tìm vòng vòng xung quanh, thì chỗ nào có treo bảng thì mọi người vào mọi người hỏi. Và có một cái vấn đề mà mình muốn lưu ý với mọi người khi mà mọi người đi xem phòng, đó là đầu tiên thì mọi người nên xem, gọi là xem nội thất của căn phòng, rồi hỏi rõ giá tiền, giá phòng, hỏi rõ tiền điện, tiền nước, tiền wifi như thế nào, tính như thế nào. Bên cạnh đó thì mọi người sẽ thương lượng tiền cọc với chủ nhà trong cái lúc quá trình mà đưa tiền cọc á, và cũng như là những cái lời hứa sẽ giao trả lại tiền cọc trong khoảng thời gian nào và giới hạn tiền cọc bao lâu á, thì mọi người cũng nên có một cái tờ giấy gì đó ghi lại và giữ hai bản cho mình và cho chủ trọ, để có gì kiểu như phòng hồi những cái tình trạng bất chắc sau này. Như là phải chú ý đến an ninh xung quanh cái căn phòng trọ của mình, rồi những cái hàng xóm xung quanh như thế nào, nếu mà cảm thấy ổn thì hãy thuê nha. Vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về việc cuộc sống sinh viên ở trên đây như thế nào, cũng như là cái quá trình tìm phòng trọ của mình. Hy vọng nó có thể giúp cho mọi người tham khảo cũng như là có được những cái kinh nghiệm cho mình. Tại vì mình biết là có rất nhiều bạn cũng sắp phải lên thành phố học và cũng cần phải tìm nhà trọ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mà mọi người thích video này thì nhớ like và subscribe cho HealthTV nha. Mình sẽ quay trở lại sớm thôi. Bye bye.